Hôm nay chúng ta sẽ đón một vị khách đến từ núi rừng Tây Nguyên. Vâng, chào chị. Ngon ạ. Hồi xưa ước mơ lên máy bay của em cũng là một cái ước mơ rất là lớn. Bây giờ là bay hoài luôn. Có mấy người thích mình á, xong mẹ bảo là con cứ thích đi, mọi sự là mẹ lo cho. Em thấy em đặc biệt hơi khùng khùng mà có những cái suy nghĩ cái khác người của mình, thì mà em đứng để chị Hương đội vương miện cho em á, thì trong suy nghĩ của em cảm thấy rất là áp lực. Đôi lúc em muốn từ bỏ lắm.